Duy Anh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi đang đứng trước một số cây hoa lan hồ điệp thơm, rồi một số cái dòng hồ điệp rừng Philippines. Bông này cách đây mấy hôm thì nó mới nở có một bông này thôi. Hôm nó mới nở thì tôi đã quay và hôm nay đã nở tiếp theo bông thứ hai. Rất là đẹp. Còn đây là một bông Belina. Belina thì bây giờ người ta lai tạo ra rất là nhiều cái mặt bông, nó có sự đậm nhạt và các cái màu sắc khác nhau pha trộn. Dòng này thì nó đặc trưng của nó là thơm ngọt, thơm mạnh. Và bông hoa, đối với dòng hồ điệp thơm chúng ta nhìn như thế này cũng là thuộc vào bông hoa ở cái mức về cái kích thước là khá to đấy các bác này. Cây này là một cây rất là phát triển rất là mạnh rồi. Lá rất to. Cái lá của nó dài đến khoảng tầm gần 30 cm ấy. To. Nhưng cây này thì có bị lỗi một chút ở cái lá gần gốc. Thì chơi hồ điệp nếu mà khi mà lá đã bị lỗi rồi thì cái trị giá của nó hơi kém đi. Tuy nhiên nếu mà ai chơi quen thì người ta lại, cái việc lỗi lá, nếu như lỗi lá ngọn ấy, thì là nó thuộc vào lỗi nặng. Còn lỗi lá gốc thì nó sẽ nhẹ hơn. Một điều quan trọng nữa là cây này thuộc vào một trong những dòng cây đã khỏe và tôi đã trồng thời gian có lẽ cũng được khoảng xấp xỉ 2 tháng gì đó. Nếu như mà trồng vào thời tiết mùa xuân hoặc mùa thu thì nó đi rễ rất là nhanh. Khi mà cây khỏe nó không bị thối, đi rễ rất là nhanh. Nhưng mà trời nắng như vừa rồi thì nó đi rễ hơi chậm. Hôm nay thì tôi sẽ quay một số cái mặt hoa rồi, cũng mang tính chất trò chuyện là chính thôi. Còn chia qua các cái câu chuyện thì các bác có thể rút ra được. Ở đây có một số dòng hồ điệp thơm, rồi một số dòng hồ điệp nguyên chủng rừng Philippines. Cái cây này thì ít người, nếu mà nói về cây rừng Philippines thì ít người biết được cái dòng cây này, rất ít người biết. Thì chủ yếu lâu nay ta cũng đang gần xoay quanh mấy cái dòng như là dòng cái này gọi là dòng Tiger, dạng là gọi là họ nói như cái lưỡi hổ ấy, mà ta hay gọi là hồ điệp trăm hoa. Đấy, thì lâu nay thường thường chúng ta đang còn xoay quanh cái dòng này thôi. Còn một số dòng khác thì tôi cũng đang có đây, nhưng mà chưa giới thiệu, để trồng một thời gian xem nó thế nào đã. Có một số cây nó rất yếu các bạn ạ. Có một số cây mua về, tôi mua đến 10 triệu bạc mà sống còn được có một cây thôi. Đó là loại khác, còn không phải loại này. Thì quá trình tôi trồng thì sẽ có cây nào mà nó sức sống nó yếu thì sẽ chia sẻ để các bác tránh ra đừng có mua. Dù tôi có mua về bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà khi mà cây yếu thì cũng không chia sẻ. Chỉ trồng thuần và sau đó thì mới bán, có thể giá nó cao một tí nhưng mình trồng thuần thì người chơi sẽ yên tâm hơn. Còn cái dòng này thì tôi sẽ giới thiệu tên sau này, tên và mặt hoa nó sau, để cho các bác biết được cái dòng này rất là khỏe. Nó là dòng cây Philippines, cây rừng ấy. Bây giờ cái nội dung là thế nào nhỉ? Bây giờ có lẽ là tôi đã giới thiệu sơ sơ một vòng các cái mặt hoa và cái hương thơm của nó. Rồi sau đó là đi chia sẻ đôi chút về cái trồng, cách trồng, giá thể như thế nào để cho bộ rễ nó phát triển trong thời gian đầu và về lâu dài nó vẫn giữ được cái sự phát triển càng ngày càng mạnh. Nếu như bác nào mà nhìn kỹ ở đây thì thấy rằng các cái rễ của nó đã phát triển rất nhiều, rất mạnh và nó đã ăn vào trong các cái nó đã đi vào như cái một số rễ này, nó đã xuyên hẳn vào trong cái đĩa dớn rồi. Đấy, những cây như thế này thì nó cứ thế đà nó phát triển thôi. Đấy, rễ nó đi rất đẹp. Lá non ra, rễ đi và lá non ra là cây bắt đầu ổn định. Trước hết là hồi nãy tôi đang nói cây Belina, cây nó dòng hoa này hương thơm rất mạnh. Lúc nãy tôi đứng đầu kia là mình đứng sau chiều gió, cách khoảng tầm hơn 1 mét thì nghe cái hoa gì nó rất là thơm. Mình không nghĩ là cái bông này đâu, bởi vì nó cũng mới nở một thời gian chưa lâu. Mà chỉ có một bông thôi, mình không nghĩ là nó thơm đến như vậy. Đứng sau gió nghe rất là thơm, thơm ngọt. Còn cái bông hoa này này thì nó nở cũng là như vậy, là cũng xấp xỉ một tuần, nó có lẽ gần được một tuần. Hương thì đậm,
Xong cái mùi của nó tôi chưa phân biệt rõ được là nó giống cái mùi gì, hương gì. Hương này có vẻ hơi nồng một tí, nhưng mà hương thơm khá là đậm. Cây này nó có tên là Bonnet Vat Queen. Hôm trước tôi đã giới thiệu riêng về cây này rồi. Đấy, hoa rất là đẹp. Các bông hoa nó có sự biến thiên, ngay trên một cành hoa thôi, các bông khác nhau thì nó sẽ có cái sắc hoa khác nhau. Tông hoa chủ đạo là màu vàng và màu nâu đỏ, màu đỏ đỏ sẫm một tí. Dùng nhìn rất là bắt mắt. Chúng ta đi vào tìm hiểu cái cây này thì thấy rằng nhiều cái mặt bông ở nhiều cái cây nó khỏe, nó nở bông hoa rất là đẹp. Đấy. Như bông hoa này thì nhỏ hơn cái bông hoa Benina này một chút xíu. Nhưng mà cũng đo sải cánh thì khoảng được cũng xấp xỉ 5 cm. Đây là một dòng hoa cũng rất là đẹp. Cũng tông màu chủ đạo là màu đỏ và màu vàng, gọi là, nhưng mà sự bố trí của các cái vân ấy, nó không thành mảng như cái dòng này. Dòng này nó dòng thành mảng sắc nét hơn. Đấy. Nó rõ ràng hơn. Còn anh này thì nó pha trộn lẫn nhau nên là nó cũng thiên về màu hơi cam cam một tí, nhưng cũng thuộc vào tông màu nóng. Nhiều người rất thích cái dòng màu đỏ vàng, đỏ pha vàng, nó trở thành màu cam ấy. Hoặc là đỏ kết hợp với vàng tạo thành các cái hoa văn như thế này. Cây này thì một số bác có hỏi, nhưng mà hôm trước có người đã nhắn tin riêng cho tôi thì người ta muốn để tôi giữ lại cây này để sau họ lấy nhá, nên là tôi không bán cây này nữa mà chỉ giới thiệu để mọi người xem qua về cái chỗ, lúc mà tôi sẽ nói đến cái phần rễ thôi. Còn cái dòng cây này thì có lẽ nhiều người biết rồi, chúng ta cứ tìm cái câu là trên internet ấy. Chúng ta vào Google chúng ta search gọi là hồ điệp trăm hoa thì nó sẽ ra. Hoa thì chúng ta lên mạng chúng ta search cũng có. Nó nở ở nhà tôi cũng một số rồi, cũng chưa nhiều lắm. Nhưng các cây nở thì đều có mùi hương, có hương khá là mạnh. Hương thơm thì cũng ngọt. Và hoa của nó thì màu thiên về màu hồng. Thì riêng đối màu hồng này á, có cây thì nó hồng nhạt nhạt, có cây thì nó hồng mạnh hơn. Sắc màu của nó thì cũng có sự thay đổi đôi chút trên từng cây. Và các cái lá của nó thì cũng có những cái sự khác nhau. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta sau này tôi sẽ giới thiệu dần dần ấy, thì rồi các bác sẽ có cơ hội để chúng ta tiếp xúc với các cái dòng khác. Như cái dòng này nó thuộc vào dòng gọi là, chúng ta nhìn lá thì vẫn giống loại kia, nhưng mà nó lại là một cái dòng khác hẳn về cái mặt hoa. Dòng này hiện bây giờ người ta có bên Philippines họ gọi là dòng lan đặc biệt, và nó có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cái số lượng của nó thì rất là ít, mà hiện bây giờ khai thác thì dần dần nó gần như đang còn khan hiếm, và người ta đưa vào gọi là, họ đang đưa vào cái nhóm là cây có nguy cơ cao là bị tuyệt chủng. Khai thác dòng này rất là khó. Tôi cũng đã đặt rồi mà người ta cũng lâu lắm rồi cũng chưa lấy được về. Chỉ được có mấy cây thôi. Cái số này hiện tại tôi thấy thì người ta đưa ra, người ta so sánh cái lá đấy. Thì đây, nó vẫn có sự khác nhau nhất định. Bình thường mình nhìn không phân biệt được các bạn. Không phân biệt được nó đâu. Đấy, nhưng mà cái này thì khi mà họ nói thì mình đúng đem ra so sánh thì cũng có những cái khác nhau thật. Cái phân bố của cái chấm trắng, chấm xanh, nó khác với những cây hồ điệp Philippines thông thường, gọi là ta hay gọi trăm hoa đấy. Nó vẫn có một sự khác nhau nhất định. Tuy nhiên khi mà tôi đem một số cái cây của dòng này này đi so, thì có những cây nó vẫn hơi hơi giống cái loại này, và có những cây của cái loại này thì lá nó lại giống giống cái loại kia. Do đó thực tế bây giờ không dám khẳng định, mà chủ yếu tôi vẫn đang lấy cây và đang nghe và đánh dấu theo cái giới thiệu của người dân Philippines họ đi khai thác về thôi, chứ còn mình chưa dám khẳng định và phải chờ nó nở hoa. Do vậy là trong quá trình bán ấy, thì cũng có thể là sẽ có sự, tôi nghĩ là sẽ có sự lẫn lộn nhất định ấy. Ví dụ như cây này chẳng hạn,
có thể sẽ bán thành cây này. Và cái dòng cây này thì cái kích thước cây của nó vẫn bé hơn cái dòng cây hồ điệp trăm hoa này, ta hay gọi trăm hoa này một tí nhé. Cây giống cũng thế, mà cây về độ phát triển họ nói là sau này cái loại này lá có thể nó dài đến tận 6-70 cm, cái dòng này, này. Nhưng mà dòng này nó chỉ khoảng tầm 4-50 thôi, nói chung nó cũng ngắn hơn, phát triển nhỏ hơn và hoa của nó thì khác hoàn toàn. Do đó là hiện tại bây giờ cái cây này khi mà tôi bán cho một số người quen ấy, thì tôi vẫn bán với cái giá như của cây này thôi. Nhưng mà về giá của nó nhập thì cao hơn của cái dòng này nhiều các bác nhé. Cũng khá nhiều, dòng cao hơn khá nhiều. Còn tên của dòng lan hồ điệp này thì tôi đang ghi ở trên màn hình các bác nhé. Nó là Phanopsis lindani. Phanopsis thì nó là hồ điệp rồi, còn lindani là cái tên riêng của cái dòng cây này thôi. Chứ còn về thực tế là nói thực cái này tôi không dám khẳng định là mình đúng 100% đâu này. Đấy. Hiện nay vườn của Duy Anh thì cũng không phải là rộng lắm đâu, nhưng mà nói về các cái dòng lan hồ điệp thơm rồi hồ điệp rừng Philippines cũng khá là nhiều chủng loại để chúng ta có thể tham khảo các cái tên tuổi rồi mặt hoa cũng như là cái sự phát triển của nó, để chúng ta có thể củng cố thêm một số cái sự hiểu biết nhất định về các dòng lan hồ điệp thơm rồi hồ điệp Philippines, để khi chúng ta đi sưu tầm mà chúng ta biết được thì nó cũng tốt hơn. Ở đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Đây tôi mới quay góc đây là một riêng một lối này là cũng đến gần 1.000 cây hồ điệp các loại ấy các bác này, tôi treo nhiều tầng. Cây nào thuần hơn rồi thì tôi treo lên trên để nó ăn ánh sáng mạnh hơn một tí. Cây nào đang còn mới thì tôi để xuống bên dưới, còn một lớp dưới này. Còn đầu này cũng còn rất là nhiều hồ điệp thơm các loại rồi hồ điệp rừng. Trong này thì có lẫn lộn một số cái cây dòng lan khác nữa, rất là nhiều hài hay các thứ là tôi cũng có khá nhiều. Đây là những cây lá bạc các bác này. Đấy, quay một hồi là đi lan man sang các cái vấn đề khác rồi. Một xíu nữa tôi sẽ quay trở lại nói về vấn đề liên quan đến đến vấn đề trồng giá thể để cho bộ rễ nó phát triển đẹp và lâu dài, không bị mục, không bị bẩn giá thể. Đấy, đây là những cây lá bạc. Cây lá bạc thì bác nào mà quan tâm sưu tầm thì nó thì biết rồi, giá nó đắt hơn, đắt gấp đôi với loại bình thường. Đấy, những cây này những cây khai thác nguyên chủng từ rừng về. Cây lá bạc từ rừng nó sẽ có giá trị hơn đối với những cây, tức là hiện bây giờ đấy thì người ta vẫn chuộng hơn là cây được nuôi cấy trong phòng mô các bác nhé. Đối với cây lá bạc thì tôi nói sơ sơ để các bác tham khảo này. Thứ nhất là lá nó đẹp, cây nó rất là khỏe và nó mọc ở độ cao rất là khó khai thác. Cái lượng cây thì rất ít, nên là dòng này ít người có được khai thác được, một lần khai thác thì cũng chỉ được số lượng rất là ít thôi. Và khi nếu như ai đó quan tâm đến cây lá bạc thì chúng ta cần tìm hiểu một chút, cứ từ từ, khoan đã vội mua. Trong lá bạc thì có lá bạc là 100%, gọi là người ta gọi là bạc ròng. Còn có một số cây á, thì nói lại như kiểu là lai, nó không bạc được, như cây này là rất giá trị này. Đấy. Nhưng mà như cây này cũng là cây lá bạc ở một chỗ với nhau, nhưng mà lá này thì là lá bạc này. Nhưng mà những cái lá này thì nó thưa hơn, nó ít hơn. Thì những cây này chúng ta biết là vẫn có sự lai tạo với nhau và nó chưa trở thành, tạo thành một cây là mang một chút nguồn gen của bố, một chút nguồn gen của mẹ. Nên là nó không được thành cây đẹp như thế này. Thì họ cũng, bên kia họ cũng nói như vậy. Thì tôi cũng, thực ra là tôi cũng tìm hiểu và tôi truyền đạt lại thông tin với các bác thôi. Đấy, cây ta nhìn cây lá bạc này, tôi so sang cái cây lá thường đấy cho các bác thấy này, đó nó khác hẳn. Dòng lá bạc này á, ai mà sờ trực tiếp những cây khỏe mạnh như thế này, lá nó khá là cứng, nó dày dặn. Người ta khai thác cây đẹp như thế này mà họ thả đấy, nó cuối cùng nó rách te tua, rất là mất giá trị. Thôi bây giờ để quay trở lại với mấy cái cây ban đầu.
Quay trở lại với mấy cây này thì cây này là một trong những dòng cây tôi trồng thì thấy nó phát triển rất là khỏe. Cây này nếu như trong điều kiện thời tiết mùa thu, chắc chắn rễ của nó phát triển cực kỳ mạnh. Và khi rễ phát triển thì lá non nó sẽ ra này. Đấy. Rồi cây nó sẽ cứng cáp trở lại. Dòng này có tên là Intermedia. Còn các bác cứ khi nào mà chơi tìm hiểu về hồ điệp ấy, bao giờ người ta cũng có một cái chữ fan PHIL họ viết tắt đằng trước. Thì đó là Phanopsis. Phanopsis thì nó là dịch ra tiếng chúng ta gọi là hồ điệp, như tôi đã nói ban đầu. Cái dòng cây này, hoa tôi sẽ kèm trên màn hình cho các bác tham khảo. Hoa nó cũng rất là đẹp. Và sau này những cái dòng cây này người ta đã lấy nguồn gen, người ta nhân giống, người ta lai tạo ra các cái dòng hồ điệp công nghiệp. Thì các bác xem thấy cũng nhiều cây công nghiệp nó cũng hoa nó tương tự cái màu của cây này. Đấy, thì đây là một cái cách trồng trên đĩa dớn kết hợp với bỏ thông, không bỏ rêu dớn gì cả. Đối với những cây để các bác có thể qua đây các bác tham khảo, các bác thấy là những cây tôi trồng mà ngửa lên như thế này, trồng theo kiểu dạng chậu thì tôi không bỏ rêu dớn. Và có thể có cây thì tôi bỏ thêm vỏ thông để tăng cường cái nơi để cho đệ rễ nó đi và nó giữ ẩm được, thì rễ nó phát triển. Thứ hai là một cái loại mà tôi trồng theo kiểu nghiêng. Nghiêng, độ nghiêng của nó thì tùy, nhưng mà thường khoảng tầm 15 độ thôi, nghiêng ít. Hoặc là cũng có thể nghiêng khoảng tầm 45 độ, cũng có những cây tôi trồng như vậy. Nhưng mà khi trồng theo phương nghiêng như thế này thì thường tôi hay bỏ thêm một chút dớn, rêu mà rêu để giữ ẩm đấy. Đấy, thì bộ rễ của nó phát triển rất là mạnh. Và theo như quan sát của rất nhiều cây ấy, thì cái bộ rễ của nó không ăn luẩn quẩn ở chỗ cái phần rêu này đâu các bạn, mà nó sẽ ăn vào cái phần có độ vững chắc. Nếu như là bảng dớn thì nó cũng ăn vào phần vững chắc, và nếu như là ở trên các cái giá thể cứng thì nó ăn vào trực tiếp vào giá thể cứng đấy. Còn đối với giá thể là rêu thì nó chỉ là nơi để giữ ẩm thôi, còn nó sẽ ăn vào, bám vào phần gỗ. Do đó là tôi bây giờ tôi đã rút ra một kinh nghiệm là khi mà mình trồng ở các loại cái này tôi mới trồng, rễ bắt đầu ăn bắn. Khi mình trồng với phương nghiêng hoặc trồng trên giá thể là gỗ lũa thì tôi sẽ phủ cho nó một lớp rêu để nó giữ ẩm, sau này nó rễ nó ra nó ăn rồi, vào giá thể vững chắc rồi thì tôi sẽ gỡ dần cái rêu này đi để trần cái bộ rễ ra nó rất là đẹp. Và nó, nếu như trường hợp cái rêu dớn này nó có mục thì mình, quá trình mình tưới nước nó cũng sẽ trôi theo dòng nước và nó sẽ tạo nên cái độ sạch của bộ rễ, thì chúng ta không lo là dẫn đến bộ rễ bị bẩn và nấm mốc ở trong đó. Còn đối với những dạng trồng như kiểu này thì tôi chỉ bỏ những cái vỏ thông thôi. Mặc dù thời tiết vừa rồi nắng gay gắt đến mức như vậy, 40 trên 40 độ trong một thời gian rất dài, nhưng tôi vẫn không bỏ gì cả. Tuy nhiên là có một cái điểm chung, dù là bỏ rêu hay không bỏ rêu thì vẫn phải đảm bảo độ ẩm cho nó. Các bác quan sát kỹ một cái thì một tí thì thấy nó rễ nó đi rất là đẹp. Cái này hôm sau đến cái mùa mát đó, các cái rễ của nó phân nhánh một tí nữa, và mình nếu như mà khi cây đã phát triển thế này mình chỉ thêm những một tí thuốc kích thích thôi, kích thích bộ rễ thôi thì nó phát triển tuyệt vời luôn. Đấy, cây con tôi chỉ tì nó xuống ở cái bảng dớn thôi là cái rễ của nó đã ra như thế này rồi. Nó ra, khi nó ra rồi nó ra rất nhanh các bác ạ. Dưới này chắc chắn là có rễ đi xuyên đây này. Đấy, từng chùm rễ đi xuống dưới nhìn thích không? Trồng cái này tôi tưới một lần từ chiều hôm qua
trải qua một đêm cho đến bây giờ buổi trưa ngày hôm nay rồi là giá thể vẫn còn ẩm như thế này này. Nó phải tưới thật đẫm. Và thế này nó phải giữ được một cái lượng nước, nó thoát nước thì rất là nhanh. Nhưng nó giữ được một lượng nước nhất định này, dưới này vẫn ẩm đen như thế này thì cây nó phát triển rất là tốt. Hay là những cái chậu này cũng thế. Nó cũng cần phải có một cái lượng ẩm đây này. Chúng ta thấy mặt trên thì khô, nhưng mặt trong, mặt dưới ở những miếng vỏ thông bên dưới rồi mặt dưới của vỏ thông nó vẫn còn ẩm. Và như vậy là chúng ta khi mà tưới á, thì cần tưới nước thật là đậm. Các bác có thể quan sát những cái đầu rễ nó đi này. Cái chậu gáo dừa, cây nó rất thích đi vào. Gáo dừa thì các bác biết là nó là một cái dạng gỗ. Nó rất là mát, mùa hè thì mát mà mùa đông thì nó không bị lạnh. Nó không truyền nhiệt mà. Đấy thì trong cái video hôm nay thì Duy Anh quanh đi quẩn lại á, cũng chủ yếu mục đích là nói với các bác là khi chúng ta trồng cây thì quan trọng nhất là cách cố định và nó hợp lý với từng kiểu trồng. Nhưng mà dù là trồng kiểu gì thì vẫn phải đủ độ ẩm cho nó, nhất là chú ý vào mùa hè. Chúng ta chỉ cần để các cái rễ non này nó bị khô, bị queo đi một cái thôi là cái đà phát triển của nó bị chững lại, còn lâu nó mới phục hồi lại được. Nên là lúc nào cũng phải có độ ẩm. Nếu như những cây này này trồng bây giờ, tôi lấy ví dụ như cây này mà bây giờ giá thể nó hơi khô rồi thì tôi vẫn có thể tưới ngay cả trời nắng các bác nhé. Nhưng mà cái cây này mình không để ngoài nắng mà trời đang rất là nóng thì chúng ta vẫn có thể tưới được. Hạn chế tưới lên lá, mà thậm chí tưới lên lá vẫn được, khi mà không có nắng vào thì tưới lên lá vẫn bình thường. Chứ một số bác lại cứ nghe bảo là trời nắng không tưới nắng, nhưng nếu như cây đó để ngoài trời nắng, ngoài ánh nắng trực tiếp thì chúng ta không tưới được lên lá, còn tưới ở dưới gốc vẫn được. Thậm chí các bác đem cái chậu này ngâm vào trong cái chậu nước mà đừng để nó lên lá thì nó không bị cháy lá. Vì là cái nguyên lý hoạt động của nó là nó hút nước từ rễ, nó lên lá và nó thoát hơi nước ở lá. Chúng ta đi mà đến những cây bóng mát ấy, tại sao chúng ta đứng ở đó thấy cảm giác nó rất là mát mẻ mặc dù là ngoài trời rất nắng? Bởi vì là lá cây nó tỏa hơi nước ra, và khi lá cây tỏa hơi nước ra thì cái vùng xung quanh của lá này nó sẽ được làm mát, nó mới chống chọi lại được với cái nhiệt độ cao rồi ánh nắng của mặt trời. Do đó là các bác nắng thì mấy thì nắng các bác cứ tưới, đừng có để ánh nắng chiếu trực tiếp vào lá khi ướt lá thôi, còn lại cứ tưới bình thường. Một cây này chúng ta có thể một ngày, nếu có điều kiện, một ngày tưới khoảng 4-5 lần cũng không sao. Bởi vì nó là thuộc giá thể thoát nước nhanh, giữ ẩm ở mức độ vừa phải. Do đó khi nào mà chúng ta thấy cây khô là chúng ta tưới thôi. Làm video đứng ở đây nhưng mà hương thơm của nó tỏa ra rất là thích. Ở đây có cả hương của những bông hoa phi điệp nữa. Phi điệp thì các bác biết rồi, nó rất là thơm. Thôi, video hôm nay Duy Anh xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.